Chỉ cần 5 cái dấu hiệu này ta quan sát có thể thấy và hiểu được mình tu có tiến bộ hay không. Tu cũng giống như học vậy, không tiến bộ tức là thụt lùi. Bởi vì thời gian mình ngủ nó cũng đi qua, mình thức nó cũng đi qua, mình vui nó cũng đi qua, mình buồn nó cũng đi qua. Thời gian nó không đợi ai hết. Cho nên hôm nay mà mình thấy 5 điều sau đây nó hơn hôm qua là tiến bộ. Điều thứ nhất, bớt suy nghĩ và chánh niệm có mặt nhiều hơn. Thứ hai là bớt đòi hỏi mà tri ân nhiều hơn. Thứ ba, bớt phán xét mà trân trọng nhiều hơn. Thứ bốn, bớt có khó chịu mà mỉm cười hoan hỷ nhiều hơn. Thứ năm là bớt có phàn nàn và chấp nhận nhiều hơn. Trong con người mình mà nó gồm những cái tố chất tỉnh giác, chánh niệm, vững chãi, an trú, lòng thì hoan hỷ, nâng niu trân trọng cái sự sống này, không có ai bên cạnh mình cũng cảm thấy vừa lòng. Ai bên cạnh mà họ thấy cái năng lượng mình tích cực như vậy, giống như mình thấy cái cây nó xanh, mình muốn ngồi dưới bóng mát, họ cũng trân quý mình vô cùng. Khi mình là một cái trọn vẹn, mình không so sánh mình với ai hết á, thì lúc đó mình rất là hạnh phúc và người khác sẽ rất là trân trọng mình. Còn nếu như mà mình quá nhiều những cái năng lượng với cái tố chất bất thiện, mệt mỏi, căng thẳng, phán xét, phàn nàn, khó chịu, bực tức, thì bản thân mình khổ trước, rồi những người xung quanh họ ở một thời gian họ cũng chịu không nổi. Như vậy không cần đâu cao xa, chưa nói đến chuyện giải thoát. Chỉ cần ngay mỗi cái khoảnh khắc, mỗi một ngày mình so sánh mình với hôm qua, và mình biết là cái chuyện tu tập của mình là nó xứng đáng cho bản thân mình trước nữa. Và mình có thể thấy được điều đó rất là dễ dàng qua nhìn nhận vào thân tâm của mình, cảm nhận năng lượng sao, và những cái mối quan hệ xung quanh của mình sống nó hài hòa, nó bình an thế nào. Đó là tu tập tiến bộ. Ami Đà Phật.